thích thì đập đi, đập vỡ tường đi sơn lại nó cũng đỡ bao tiền. Nói chung là chắc là nó có tiền thì nó mới dám làm, có nguồn thu thì mới dám làm. Tôi chả hỏi đâu, chả hỏi là mình có bao nhiêu tiền rồi. Nói chung là mình không muốn hỏi. Cháu nó ấy thì nó gọi mình vào tham gia thì mình mới dám hỏi, ông nhận không? Không, sao ra thì sao kìa. Người ta không có gì với mình thì mình hỏi làm gì. Nó ngồi, nó ra, nó hôm nó ra đây nó ngồi nó lên chuyện chỗ làm nhà. Tôi chưa hỏi là làm thế nào thôi. Mà ngày xưa thì cho nó cái bộ cửa trong nhà trong ấy thì nó xin thì nó lấy này, nó tận dụng, nó làm cái gì thì như thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà còn cửa gáo thì cái này, cái cánh cửa chính là nó bảo là nó táp hai bên vào để nó làm cửa phòng, nghĩa là hai bên táp mỗi cánh vào làm một cửa. Thế thì là có một cái rồi. À, thế là tất nhiên là nó thành ba cái cửa phòng rồi, trên xong vẫn lấy tới phòng cũ, còn khả năng cánh cửa phòng thì nay mai chắc là làm cánh nhôm hết. Thế còn làm cái gì nữa thì mình chịu. Vì là tôi thì có thể đi và làm thuê thợ thì có việc thì mới thuê được, chứ mà công việc thì không thuê. Thuê về đấy mình túc tác thôi. Thuê về đấy tiền đâu mà giá à? Tháng hơn 10 triệu thì nói thật là mình cũng lại cơm nuôi. Nói chung là ông cứ thuê thợ, ông tính một tháng là ông rất cầm khoảng 14-15 triệu. Thế thì cả tiền cơm, tiền ăn, tiền nọ nó tăng lên chứ. Rồi thế nên là nó phức tạp lắm. Thế nên là